Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Nó quay trở lại với Checker of Europa của OneDown Software. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một update mới. Bản này là bản 0.28.7. Đó. Thực sự trước bản 0.28.7 thì chúng ta có một số bản 0.28.5, 0.28.6, nhưng mà những bản đấy gọi là bản fix, gọi là lỗi, một số lỗi ở game thôi. Nó cũng chưa có gì gọi là cải tiến cả. Và riêng cái bản 0.28.7 này thì nó có thêm cái tính năng mà thấy bảo Wanda nó phát đó, cái gì nhỉ? Wanda có chia sẻ về cái này rất lâu rồi, tính năng nó chính là auto save cloud. Đó. Cái này giúp các bạn có thể là khi mình cài lại game thì mình có thể load lại những cái phần dữ liệu như là số tiền hay là những cái xe mình đã có được. Tuy nhiên cái phần skin, phần độ như này thì nó sẽ không lưu được, và bắt buộc là chúng ta sẽ phải tự lưu nhá. Phải tự lưu cái thư mục ảnh ra cái file khác để chúng ta tự update lại. Nên là bạn nào mà xóa game này đi cài lại này, mà tất nhiên là chúng ta phải save cloud rồi nhá, thì mới load được dữ liệu là gồm có level này, về gara, về xe, các kiểu tiền. Còn phần skin thì nó không lưu. Rồi, cái phần save cloud thì nó ở ngay gần chỗ ngay gần trang profile này, để cái chấm tròn này đây. Rồi, thì cái bản 0.28.7 này chỉ được mỗi cái này thôi. Rồi, save. Rồi, đấy, có mỗi cái tính năng này thôi. Đều chỉ load nhá. Load. Đấy, cái này thì của mình thì cái thư mục mà chèn skin nó vẫn có, là nó vẫn load được đấy, chỉ mỗi tính năng thôi. Còn đâu thì map thì chưa có. Map thì nếu anh em chơi Checker Europa thì chúng ta vẫn phải chơi cái map nó có vẻ nó hơi nhảm, là chúng ta cứ đi đường cao tốc ấy. Nó chỉ có đi đường cao tốc thôi. Mọi người chơi mọi người cũng thế. Ờ, chơi nhiều cũng chán. Và xe thì ở đây thì mình cũng đã mua được gần hết rồi. Xe ở bên Checker này mình đã mua được gần hết rồi. Mua hết rồi chứ không phải là gần hết, mua hết rồi. Man biết đã mua hết, con nào cũng có rồi. Đó. Tiền còn thừa 3.000 mốt nữa này. Cái này thì chắc mình sẽ chạy một chuyến nữa. Chạy đêm rồi. Sợ tối om đi. Mình sẽ phải ghét cái chạy đêm. Con này đã nâng thành 8x4 rồi. Độ skin quang hải rồi này. Rồi và nhận job rồi. Đây xe cũng đã đầy xe rồi. Từ từ nhá, để mình lâu quá không chơi cái này quên hết rồi. Đây, đó là chắc đây xe mình đã có hết rồi. THA rồi. Có hết. Xe đầy đủ rồi. Nên là cũng đợt này mình cũng chơi cái Checker này, chuyển sang chơi Universal Check của Lucasbon. Rồi sẽ kiếm một cung là nó khoảng 6.000 nhé. Ủa có cung 8.000 này. Ủa. Chạy luôn cung 8.000 nhá. Get job. Mình đang level 21 rồi, khá là cao rồi. Rồi lên xe chạy thôi. Gương lốp này, đèn này và cabin này tối quá. Rồi không chạy. Khả năng mình sẽ đánh xe vào. Nhớ mà được phanh tay hay sao nhỉ? Bỏ phanh tay rồi mà. Anh như chưa ấn start ra. Đồ không chạy. Quên cách chạy. Sao không đi được nhỉ? Như hết xăng rồi sao?
sang rồi, nó lỗi. Đánh vào đây một tí để cho nó đổ sang trời sáng ấy, tối quá. Không đi được trời sáng luôn. Sao xe cứ bị lỗi tắt đèn nhỉ? Cái này mình thấy bị lỗi tắt đèn. Xe ra thôi. Ô, không lái quên hết cái cảm giác ở xe này. Không map đâu nhỉ? Đây map ở trước tay. Có để phanh khó thế nhỉ? Giờ mình sẽ phải đẩy cái này vào. Nó có bị cái lỗi, mình sẽ phải giảm độ phân giải đi nhỉ. Phân giải của nó đang bị lỗi. Nó hơi giật giật. Đấy, nó gì nó giật giật đâu. Tối quá, chả gì nếu hàng kìa. Chạy đêm như mù. Chụp rồi, chụp rồi, chụp rồi. Xe dầu nó đang ở đây. Tối quá, chả gì gì. Tối là bố ai mà nhìn được. Đây đây đây, nhìn thấy góc rồi. Nhìn thấy góc rồi. Cái góc rồi, tối quá. Ai nhìn được cái mỏ. Rồi đi vô mỏ. Phải thế. Tối thế. Rồi bắt đầu chạy thôi. Đi còn hồn vô chứ. Chạy đến kia rồi rẽ kìa. Ngày 8.000 đấy. Sao xe lật kinh vậy?
nó chạy tối quá. Cái này nó không chỉnh được cái ấy nhỉ. Không giật quá. Đâu không chạy đi này. Cố quá nhà chạy đi. Mưa vậy.
lên về bến rồi. Oh, cũng đến rồi.